Mời Năm Trà. Quán thang kêu gào biết cùng ai, xót xa thương sầu ơi người ơi. Nói gì thêm nữa, định mệnh ngăn đôi, mỗi đứa mỗi nơi, mỗi người mỗi ngã đường. Ông đi đường tôi bước đôi ngã, chia ly hai phương trời cách biệt. Ngày hôm nay đến đây chúng ta sẽ cùng nhau giao hữu trong chương trình chinh phục thực khách người đó. Tôi đây bao nhiêu nỗi buồn đó phá cái cảnh người ta. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình chinh phục thực khách. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và đầu tiên, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình, xin mời sự trở lại của hai vị đồng nghiệp rất là thân thương của tôi, Ngọc Hoa và Linh Lê. Trời ơi, em ơi, hôm nay chị có một cái gì đó gọi là tiên đoán, chứ là món ăn rất là ngon. Sao chị biết? Hôm qua chị nằm mơ. Nằm mơ hả? Nằm mơ, chị tiên đoán hôm nay chị được ăn món ăn thật là tuyệt phẩm. Wow, sao chị nằm mơ tích cực vậy chị? Trong cả mùa hai đến giờ chưa có ăn được tuyệt phẩm cả. Tin chị đi, tự nhiên chị nằm mơ. Bây giờ chị vô chị nói liền, chị thấy hôm nay chị phấn khởi dữ lắm. Chị nói chắc chắn hôm nay cái món ngon thật sự là gọi là bùng nổ. Nghe chị đi, tin chị đi. Vậy hả, vậy là chị tự nhiên ăn, chị biết khách mời đúng không? Không có lý, thiệt, chị nằm mơ. Vậy hả? Thử đi. Nằm mơ thấy hả, thử hả? Còn Linh Lê sao? Linh Lê có cảm giác như thế nào về? Tôi bây giờ tôi chỉ ước muốn có một tô mì gói và một trứng ốp la mà cho tử tế là ok rồi. Sao liên quan quá. Chương trình càng ngày càng cho những cái khách mời mà phải nói là vượt ngoài cái sự tưởng tượng của mình, nhưng mà không sao, đó là cái sự thú vị mà chương trình muốn gửi đến quý vị và các bạn khán giả. Và bây giờ Khánh tin chắc rằng là cái vị khách mời ngày hôm nay chắc chắn cũng là hai người rất là đặc biệt. Đó, chị đó mà chị nằm mơ hôm nay làm nấu ăn ngon, để coi. Những người đặc biệt thường họ sẽ có một cái tên khá là đặc biệt. Và sau đây là sự xuất hiện của Năm Trà và Tiêu Minh Phụng. Xin mời. Trời ơi, Năm Trà, trời ơi. Ủa sao vậy, sao mọi người bất ngờ dữ hả? Bất ngờ. Mình chia màu sắc ra. Ê, vậy là chị làm mơ đúng rồi. Sao, chị làm mơ gì? Chị làm mơ hôm nay chị được ăn món ăn tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh, hồi nãy em đứng ở ngoài là em có nghe chị nói là ngày hôm nay là chương trình khá là bùng nổ. Em không biết có bùng không chứ em thấy chị hơi nổ ở trong cái này. Gương mặt bỡ ngỡ của hai bạn thì tôi có cảm giác là đây là những gương mặt không nấu ăn ngon. Nhưng mà khoan, đã cho các bạn hãy tự giới thiệu về mình đi ha. Mời Năm Trà. Quán thang kêu gào biết cùng ai, xót xa thương sầu ơi người ơi. Đớn đau trong lòng thương cành xanh úa tàn trong sớm mai, thương cành xanh tàn trong sớm mai. Trời ơi, anh hát mà hai cái cặp mắt kiến nó dằn lên là mất tiêu luôn rồi. Ôi, hát mà cái cặp mắt kiến nó lên tới cái cục hói mình luôn á. Nó lên cái trắng mình luôn á. Trời ơi, nãy thì cái chị mới cúp đó kêu chị kỹ kỹ cái vụ mới nói mà sao. Ủa rồi cuối cùng chị với anh giới thiệu tên. Ủa giới thiệu tên chưa? Ủa tên chưa giới thiệu? Tên gì? Tên gì chưa biết? Tên quá quên vậy. Anh tên quơ ra đó. Thôi mọi người ơi, bình tĩnh. Đây là giây phút của Năm Trà, xin mọi người hãy bình tĩnh nha. Và lời nói đầu tiên, xin cho phép Năm Trà gửi đến tất cả quý vị khán giả của chương trình, cũng như là tất cả các khách mời và MC ở đây, một lời chúc sức khỏe và lời chào. Thôi ra anh nhé. Anh đủ không gian diễn không? Đi qua đây trình diễn. Không, được rồi. Đứng đây vậy nhưng mình có thế bên cho Phụng cái bát mình mới bụng. Mời Phụng rã quá em bị sợ quá em bị. Thật sự tôi không có học về âm nhạc nhiều, nhưng mà hồi nãy thì tôi cũng biết là tôi hát vừa cải lương là một cái loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam được UNESCO công nhận, và cộng với lại một thôi nói gì thêm nữa, định mệnh ngăn đôi, mỗi đứa mỗi nơi, mỗi người mỗi ngã đường. Ông đi đường tôi bước đôi ngã, chia ly hai phương trời cách biệt. Ngày hôm nay đến đây chúng ta sẽ cùng nhau giao hữu trong chương trình chinh phục thực khách người đó. Tôi đây bao nhiêu nỗi buồn đó phá cái cảnh người ta. Người chi mà sống chi gì mà gian nát quá đi. Trời quá dữ luôn.
mới chưa quay nữa là đã phá cảnh trí của chương trình rồi. Xem được đền 17 triệu nữa không chứ bạn. Khoan đi, tôi nói cái hát cái cũng ơi trời cũng không biết tên luôn. Ủa, em chưa giới thiệu anh. Quên, bị cuốn theo quên. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào tất cả các anh chị có mặt ở đây. À, em tên là Tiêu Minh Phụng và nghề nghiệp hiện tại của em là diễn viên và ca sĩ. Nhưng mà các bạn biết hôm nay các bạn tới đây các bạn sẽ phải chuẩn bị những gì không? Không, chương trình không nói tụi em chuẩn bị gì hết. Chương trình chỉ kêu tới đây chơi thôi. Chương trình chỉ kêu là lớn chứ thầy tới đây rồi có người make up này nọ rồi, rồi ai đưa cái gì nấu cái đó. Mang cái chai giấy trắng đi chơi vậy thôi. Giấy trắng thôi. Tôi hiểu tại sao chất lượng món ăn dạo này có phần suy giảm rồi. Tôi xin thông báo cho các bạn biết trước là luật chơi của chúng ta là các bạn tới đây nấu ăn ha. Mà trước khi các bạn nấu ăn á, các bạn sẽ nhận được một cái phong bì. Các bạn, nhiệm vụ các bạn là các bạn phải lựa trong một trong ba cái tên ở đây là ba chúng tôi đây. Các bạn lựa một cái tên nào các bạn cảm giác là có thiện cảm với. Tại vì tới cuối chương trình khi mà mình nấu món ăn nó xong đó là tới lúc mà ba người chấm điểm cho mình đó thì cái người mà mình chọn sẽ được nhân đôi số điểm. Rồi rồi, vậy là ngày hôm nay là chúng tôi được trổ tài đầu bếp chứ gì đúng không? Không, mình đang ăn nghỉ hai ngày đấy. Thôi năn nỉ đi, hôm nay năn chinh phục đi. Thôi rồi, nỉ tôi chịu, năn nỉ nha. Nhưng mà em không chinh phục chị. Trời ơi. Nhưng mà thật sự chúng tôi không cầu mong các bạn chinh phục đâu. Tôi chỉ cầu mong các bạn nấu một món an toàn vệ sinh thực phẩm thôi. Về cái việc mà vệ sinh thực phẩm thì tụi em có, còn an toàn thì tụi em không chinh phục đảm bảo. Thì hy vọng rằng ngày hôm nay chương trình đã đưa cho chúng tôi một cái đề tài là trở thành một vị đầu bếp. Thì chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Ha, Quỳnh Hoa. Đúng rồi. Không, chủ đề chương trình chưa đưa. Ủa? Chưa đọc thì mới lấy nè. Cái chương trình này nó bất ngờ nhiều cái quá vậy Linh Lê. Dạ. Không ngờ tới được luôn á. Đây là cái chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ nấu món ăn dựa trên cái chủ đề này. Khánh sẽ bật mí phong bì nha. Trời ơi. Chủ đề của hôm nay đó chính là mùi hương em nồng say. Mùi hương em nồng say. Một chút Armani. Là em nấu cái gì đó phải bỏ Armani vô. Nấu rượu rồi. Rượu. Nấu rượu đi. Rồi nấu nước hoa đi. Thôi, nấu nước hoa một con các bạn ơi. Các bạn suy nghĩ đơn giản mà bị đơn giản quá. Thật ra là có thể là với cái chủ đề này chúng ta phải nấu những món ăn mà nó có mùi. Có mùi. Có mùi đặc trưng. Các bạn nghĩ tới món gì khi mà đọc tới chủ đề này ta? Với cái chủ đề này thì em nghĩ chắc là một món gì đó nó phải có mùi. Ở thiên nhiên. Ok, còn đối với tôi thì tôi suy nghĩ nhiều hơn về chữ say. Chẳng hạn như là gà hấp hèm hay là thịt bò sốt cà phê. Tại vì tôi hay bị say cà phê. À là kiểu như cái mùi bị đặc trưng. Đúng rồi. Hay là phở nghe, phở xay bột ngọt. Thôi không xay cái đó, không xay bột ngọt. Okay, xay bột ngọt. Thầy cái đó mất chi luôn á. Ok, vậy thì chúng ta hãy đến với vòng đầu tiên của chương trình Chinh phục thực khách.